Ngày 13 tháng 2, thêm 26.379 ca COVID-19. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 13 tháng 2 cho biết, cả nước ghi nhận 26.379 ca mắc COVID-19 tại 58 tỉnh, thành phố, Hà Nội, Hải Dương và Nam Định là ba địa phương có số mắc cao nhất. Trong ngày có gần 8.000 ca khỏi, 84 trường hợp tử vong. Cụ thể, tính từ 16 giờ ngày 12 tháng 2 đến 16 giờ ngày 13 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 26.379 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 26.372 ca ghi nhận trong nước, giảm 930 ca so với ngày trước đó, tại 58 tỉnh. Thành phố có 18.269 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 2.940, Hải Dương 1.906, Nam Định 1.894, Hải Phòng 1.483, Thái Nguyên 1.281, Nghệ An 1.166, Ninh Bình 1.099, Vĩnh Phúc 976, Hòa Bình 894, Bắc Ninh 850, Đà Nẵng 842, Thanh Hóa 788, Phú Thọ 778, Quảng Ninh 608, Quảng Nam 576, Bắc Giang 561, Đắk Lắk 535, Bình Định 519, Thái Bình 516, Hưng Yên 499, Quảng Bình 492, Lào Cai 474, Quảng Trị 470, Sơn La 415, Lâm Đồng 332, Đắk Nông 330, Yên Bái 282, Hà Nam 217, Bà Rịa Vũng Tàu 213, Thừa Thiên Huế 202, Quảng Ngãi 201, Tuyên Quang 190, Khánh Hòa 190, Thành phố Hồ Chí Minh 182, Lạng Sơn 181, Hà Tĩnh 163, Cao Bằng 146, Điện Biên 124, Hà Giang 110, Cà Mau 97, Vĩnh Long 89, Bình Dương 86, Bắc Cạn 79, Lai Châu 73, Kiên Giang 61, Bạc Liêu 50, Bến Tre 43, Bình Thuận 32, Cần Thơ 26, Trà Vinh 21, Đồng Nai 21, Tây Ninh 19, Long An 14, Hậu Giang 11, Ninh Thuận 10, An Giang 10, Tiền Giang 3, Đồng Tháp 2. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 197 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Thành phố Hồ Chí Minh 97, Quảng Nam 27, Quảng Ninh 20, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Hưng Yên 6, Kiên Giang 4, Thanh Hóa 2, Hải Dương 2, Hải Phòng 1, Long An 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bình Dương 1, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.510.860 ca nhiễm, đứng thứ 34 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 25.427 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho thấy, trong ngày có 7.815 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.226.754 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.610 ca. Về số bệnh nhân tử vong, tính từ 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 2 ghi nhận 84 ca tử vong gồm: tại Thành phố Hồ Chí Minh 3, trong đó có 2 ca từ các tỉnh khác chuyển đến, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Đồng Nai 1, tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội 14, Đồng Nai 7, Đà Nẵng 6, Hải Phòng 6, Kiên Giang 6, An Giang 4, Bình Định 4, Vĩnh Long 4, Bà Rịa Vũng Tàu 3, Bạc Liêu 3, Bắc Ninh 3, Bình Thuận 3, Hậu Giang 2, Phú Yên 2, Bến Tre 1, Cần Thơ 1, Đắk Nông 1, Đồng Tháp 1, Lâm Đồng 1, Lạng Sơn 1, Lào Cai 1, Long An 1, Phú Thọ 1, Quảng Bình 1, Quảng Nam 1, Thái Nguyên 1, Trà Vinh 1, Tuyên Quang 1. Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.946 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm. Liên quan đến công tác tiêm chủng, Bộ Y tế cho biết, trong ngày 12 tháng 2 có 476.560 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 185.731.134 liều. Trong đó, tiêm mũi 1 là 79.212.013 liều, tiêm mũi 2 là 74.723.923 liều, tiêm mũi 3 tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 31.795.198 liều. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!